VCD xin chào các bạn. Ngày hôm nay các bạn cùng tụi mình khám phá một thành phố không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ xưa, các tác phẩm nghệ thuật giá trị. Thành phố còn đặc biệt nổi tiếng về thời trang của thế giới, đó là thành phố Milan của nước Ý. Có lẽ thành phố Milan không xa lạ với bất kỳ một du khách nào. Người ta biết đến Milan như thủ đô thời trang của thế giới. Liệu thành phố này còn có điều gì khác khiến hàng triệu du khách phải đến tham quan hàng năm? Mở đầu thì chúng ta sẽ tìm hiểu thành phố Milan ở đâu nhé. Milan còn được gọi với cái tên thân thuộc hơn Milano. Đây là thành phố nằm ở miền Bắc của nước Ý, là thành phố phát triển nhất ở khu vực này. Milan có diện tích khoảng 181 km2, với dân số gần 1,4 triệu người, là thành phố đông dân thứ hai của Ý sau thủ đô Rome. Có rất nhiều sự so sánh khá thú vị về Milan và Rome. Để bạn dễ hình dung về sự hấp dẫn đặc biệt của thành phố này, nếu như Rome được biết đến bởi sự cổ kính của một thủ đô hàng ngàn năm lịch sử, mang trong mình những câu chuyện hàng thế kỷ, lưu giữ những dấu vết xưa, những ký ức của quá khứ, thì Milan được xem như một thành phố trẻ hơn. Một thành phố còn mới mẻ với diện mạo hiện đại, tân thời dù thực chất nó chứa đầy vết tích lịch sử. Hay người ta cũng thường so sánh Milan như một cô gái trẻ nhút nhát đầy e ấp khi đứng bên Rome, đã là một phụ nữ quá quyến rũ và gợi cảm. Khi so sánh với Rome thì Milan là như vậy, thế nhưng khi đặt chân đến thành phố này, bạn sẽ phải ồ lên ngạc nhiên về những vệt màu của thời gian đang hiện hữu nơi đây. Vì vậy, sẽ cần đến một hành trình dài để khám phá thì mới cảm nhận được hết những giá trị, những cái đẹp ẩn chứa bên trong của Milan. Thành phố Milan được thành lập vào khoảng năm 400 trước công nguyên. Sau đó, thành phố đã bị người La Mã chinh phục vào khoảng năm 222 trước công nguyên và trở nên thịnh vượng dưới thời đế chế La Mã. Trải qua một thời gian dài qua các cuộc chiến tranh, đến thế kỷ 16, thành phố thuộc quyền cai trị của người Tây Ban Nha. Rồi đến thế kỷ 18, quyền cai trị thành phố là người Áo. Sau đó, Milan bị Napoleon xâm chiếm và được chọn làm kinh đô của Vương quốc Ý vào năm 1805. Trong Thế chiến thứ hai, Milan bị Đức chiếm đóng, thành phố đã trở thành trung tâm kháng chiến của người Ý. Milan được giải phóng khỏi Đức Quốc xã vào năm 1945. Sau chiến tranh, Milan đã chứng kiến thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, trở thành một thành phố công nghiệp thịnh vượng cho đến ngày nay. Milan bây giờ được xem là một thành phố hiện đại, mặc dù nhiều công trình đã bị phá hủy trong chiến tranh, nhưng thành phố vẫn còn tồn tại một số lượng lớn các cảnh quan lịch sử và một số di sản văn hóa cổ đại. Milan có khá nhiều công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng, đại diện cho nghệ thuật kiến trúc Baroque và Gothic điển hình. Qua nhiều thăng trầm của thời gian và các biến cố lịch sử, những nét kiến trúc này vẫn được gìn giữ và trở thành tài sản quý giá của thành phố. Đến Milan, khi dạo bước trên các con đường và quảng trường tại thành phố này, có thể sẽ khiến bạn cảm thấy như đang lạc trong một bộ phim nào đó. Cùng với New York, Paris và London, thành phố Milan của nước Ý được mệnh danh là kinh đô thời trang, nằm trong nhóm bộ tứ tạo ra những cơn sốc mạnh mẽ nhất trong ngành công nghiệp thời trang thế giới. Milan được công nhận là thủ đô thời trang và là nhà thiết kế của thế giới. Các thương hiệu nổi tiếng ở kinh đô thời trang thế giới Milan có thể kể đến như Valentino, Gucci, Prada và còn nhiều thương hiệu khác nữa. Tất cả các nhãn hàng thời trang xa xỉ này đều được đặt trụ sở chính tại đây. Đó cũng chính là lý do mà Milan là thiên đường mua sắm lý tưởng cho bất kỳ du khách nào yêu thích hàng hiệu, với hàng loạt những trung tâm thương mại và các con phố tràn ngập những thương hiệu thời trang sang trọng. Khi dạo bước trên những con đường ở Milan, bạn sẽ thực sự choáng ngợp bởi kinh đô thời trang, luôn biết tạo ra cho mình những nét rất riêng cùng với sự lãng mạn và tinh tế đậm chất người Ý. Đến với Milan, bạn sẽ đắm chìm trong vô số những nhãn hiệu thời trang hàng đầu nước Ý, cũng như những show diễn thời trang sang trọng và đẳng cấp nhất. Thành phố luôn đi đầu về xu hướng và có sức ảnh hưởng lớn đối với làng thời trang thế giới. Ngoài ra, Milan còn được coi là một bảo tàng về lịch sử phát triển thời trang của thế giới, với những di sản mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu khác.
Một trong những yếu tố để thành phố Milan trở nên hấp dẫn du khách, đó chính là những di sản văn hóa nghệ thuật mà bạn có thể tìm thấy ở nơi đây. Ngoài những cửa hàng thời trang và các trung tâm thương mại sang trọng, thì các bảo tàng cũng là một vẻ đẹp khác của thành phố này. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những bức điêu khắc của Michelangelo hay những bức họa của Leonardo da Vinci cùng vô số những tác phẩm nghệ thuật khác. Thành phố Milan được xem là niềm tự hào của nước Ý, mang đậm các giá trị văn hóa của đất nước này. Nền văn hóa của Milan phát triển trong nhiều thế kỷ, in dấu vết của nhiều nền văn hóa khác nhau như Ý, Tây Ban Nha, Áo, Pháp, Đức, với sự hiện diện của nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau trên thành phố. Ngày nay, Milan là nơi tập trung nhiều học viện văn hóa, giáo dục nghệ thuật của cả nước. Chính thành phố này đã mang đến cho thế giới nhà hát opera nổi tiếng La Scala. Thừa hưởng sự tinh tế của nền ẩm thực nước Ý cùng với những nguyên liệu tươi ngon từ địa phương, nền ẩm thực của thành phố Milan mang vẻ đẹp quyến rũ kỳ lạ mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, thậm chí là ngay trên đất nước hình chiếc ủng này. Milan nổi tiếng với những món khai vị, với món cơm nấu từ nước hầm xương bò, phô mai và chút nghệ tây kiểu Milan, và món sườn bê chiên giòn theo kiểu Milan. Bên cạnh đó, sự lựa chọn đa dạng và phong phú cho thực phẩm lành mạnh, chay hoặc thuần chay, thích hợp cho những ai theo chủ nghĩa ăn sạch, sống xanh. Ngoài ra, rượu vang đỏ và cà phê là những đồ uống bạn nhất định phải thử một lần cho biết nhé. Thành phố Milan mang đặc trưng khí hậu với bốn mùa rõ rệt. Thời điểm mà thích hợp nhất để đến với thành phố này là vào mùa xuân, tháng 3 đến tháng 5, hoặc mùa thu, tháng 9 đến tháng 12. Vào thời gian này, khí hậu trở nên khá mát mẻ, cảm giác dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất phù hợp để thuận tiện cho việc tham quan, khám phá thành phố. Thưởng thức âm nhạc bên dòng kênh Naviglio. Đối với những người yêu âm nhạc thì Naviglio là điểm đến không thể thiếu trong chuyến hành trình. Với nhiều quán cà phê và câu lạc bộ âm nhạc bên bờ kênh, Naviglio là địa điểm hàng đầu khi bạn muốn đi dạo Milan vào ban đêm. Đặc biệt, vào tháng 4 hàng năm, khu phố dọc theo con kênh ngập tràn hoa cùng với các buổi hòa nhạc, hàng thủ công và chợ đồ cổ, quán ăn làm nơi này trở nên nhộn nhịp. Nhà thờ chính tòa Milano, tọa lạc trên quảng trường ở trung tâm thành phố Milan. Nhà thờ thường là điểm dừng đầu tiên khi đến thăm thành phố. Nhà thờ này mất tới gần 600 năm để hoàn thành. Cho đến nay, Milano là nhà thờ công giáo lớn nhất ở Ý và lớn thứ 5 trên thế giới. Kiến trúc nhà thờ khi nhìn tổng thể có hình dáng giống cây thánh giá với diện tích khoảng 12.000m², có sức chứa lên đến 40.000 người. Mặt tiền của nhà thờ được thiết kế thành những cành nhỏ chồng chéo lên nhau như một tấm màn nhện mỏng manh và mềm mại. Nhà thờ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, gian lớn nhất ở giữa cao khoảng 45m và có 4 lối đi, được 40 cây trụ chống đỡ. Ngoài vẻ đẹp kiến trúc trên, nhà thờ còn thu hút du khách bởi vô số những bức tượng được điêu khắc tinh tế và trang trí bên trong. Dạo bước bên trong thánh đường cổ kính, ngắm những bức tranh tường lộng lẫy và lắng nghe bài thánh ca trong trẻo là điều mà bất kỳ du khách nào cũng muốn trải nghiệm. Trung tâm thương mại Vittorio Emanuele II nằm ở trung tâm thành phố Milan. Trung tâm này là một kỳ công kiến trúc độc đáo, biểu trưng cho nét đặc trưng của người Milan với vẻ đẹp nghệ thuật và sự sang trọng dưới vòng kính tuyệt đẹp. Công trình này có rất nhiều điểm khác biệt với các trung tâm thương mại thông thường, bởi nó lộng lẫy như một cung điện cổ tích, sang trọng và đầy tinh tế. Choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đó là cảm giác của du khách khi lần đầu ghé thăm nơi này. Lối vào từ quảng trường được trang trí hình vòng kính, gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ ngay từ khi bước vào. Trong khi đó, các bức tường và mặt tiền cửa hàng được trang trí bằng những bức tranh đá vôi tinh xảo và cuốn hút. Bên trong khu phố mua sắm, bạn có thể nhìn thấy hàng trăm cửa hàng hiệu bày bán các mặt hàng khác nhau như thời trang, trang sức, cà phê hay thậm chí là các quán bar.
trung tâm thương mại đã trở thành một phần không thể tách rời của một thành phố nhộn nhịp trong suốt gần 150 năm qua. Lâu đài Sportico là công trình mang tính giá trị lịch sử với kiến trúc đồ sộ, cùng với những hiện vật được lưu trữ bên trong, khiến tòa lâu đài trở thành địa điểm thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan và tìm hiểu. Lịch sử về tòa lâu đài là một trong những công trình tiêu biểu và nổi tiếng nhất của Milan. Lâu đài đã trải qua nhiều lần cải tổ xuyên suốt hàng thế kỷ. Nơi đây từng là một pháo đài phòng ngự, một doanh trại quân đội, một cơ ngơi tư nhân, một trung tâm văn hóa, và hiện nay, lâu đài là bảo tàng của thành phố, bao gồm các bảo tàng nghệ thuật khác nhau. Nhà thờ Santa Maria delle Grazie. Đây là một công trình rộng lớn bao gồm một nhà thờ và tu viện của dòng Đa Minh ở thành phố Milan. Công trình này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1980. Nhà thờ này đã được xây dựng vào năm 1463 trong thời kỳ Phục Hưng, thời kỳ đã mang lại cho thế giới những tác phẩm nghệ thuật lịch sử. Chính ở đó, Leonardo da Vinci đã tạo ra một trong những tác phẩm hay nhất của ông, Bữa tiệc cuối cùng. Khi bước vào nhà thờ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt đẹp, được thiết kế và tô điểm rất tinh tế. Trần vòm ở gian giữa và thiết kế theo phong cách Gothic bằng những họa tiết tỉ mỉ và phức tạp. Nhà thờ là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan hàng năm. Khám phá thành phố Milan với rất nhiều điều thú vị là một trải nghiệm khó quên phải không các bạn? Nếu như các bạn yêu thích video mà tụi mình làm thì đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để đón xem những thành phố khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!